tiếp tục phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và nhất trí phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí phương án phân bổ hơn 7.497 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của ba chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là trên 2.497 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 2.000 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 3.000 tỷ đồng đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục ra soát sử dụng vốn tiết kiệm hiệu quả. Đối với số chưa phân bổ 444,407 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển của chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đề nghị chính phủ khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí cho phép bố trí kế hoạch vốn nước ngoài 88,6 triệu đô la Mỹ, tương đương 2050 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương. Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cho biết, tính đến ngày 31 tháng 8 có 15 địa phương đề nghị điều chỉnh dự án vốn vay lại, một địa phương đề nghị trả nợ trước hạn. Điều này dẫn đến thay đổi mức vay, trả nợ của từng địa phương so với mức chính phủ đã báo cáo và được Quốc hội phê duyệt. Cụ thể có 8 địa phương đề nghị tăng dự toán vay lại với tổng số đề xuất tăng trên 234 tỷ đồng là các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Cạn, Phú Thọ, Nam Định và Trà Vinh. Bảy địa phương đề nghị giảm dự toán vay lại với tổng số đề nghị giảm là trên 1.500 tỷ đồng, gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Quảng Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa, có một địa phương là Bắc Cạn đề nghị trả nợ vay lại trước hạn 33,6 tỷ đồng. Thẩm tra nội dung này, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, đa số ý kiến Ủy ban này cho rằng nội dung chính phủ trình về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Vì vậy, chính phủ cần trình Quốc hội xem xét quyết định. Một số ý kiến cho rằng việc điều chỉnh không làm vượt mức bộ chi ngân sách nhà nước và bộ chi ngân sách địa phương đã được Quốc hội quyết định. Trong quá trình điều hành ngân sách, việc giảm bộ chi ngân sách nhà nước là tích cực bên cạnh đó một số trường hợp cụ thể việc điều chỉnh là cần thiết để kịp thời giải ngân nội dung này dự kiến được trình quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường